Vô. Rồi, vô nè. Bé, lên nó kịp luôn vậy. Dính ơi, vô nữa hai. Chi như bạn ơi. Còn không? Múa. Thôi sức rồi, mỗi lần kéo lên, tại cái này kéo lên hơn 100 m không? Còn dính con cá này hơn 100 m kéo lên. Máy mà tôi thấy còn lên tới còn thả hỏng nữa mà. Cái gì hả? Cho nằm đi. Nó chạy vô rạn rồi các bạn ơi. Rạn là múa. Múa ăn xong rồi nó chạy vô rạn nó trốn á. Thôi mình chăm mình câu mồi nổi chơi. Mẹ mình câu mồi nổi mới chăm. Ô, mẹ bịt này bịt giống gì nữa nè. Con cá ấy tùm lum nè. Thank you.
Con gì bự vậy? Con gì bự đi? Ô bự quá, bự quá. Muốn. Ô no no. Đỏ. Đỏ. Humongous. Đâu? Bonita. Bonita. Nó ăn liền thấy không? Không còn bộ trong cái bọc Bonita, come up. Trong đó có hai bọc, một cái bọc bánh cơm, một bọc để chanh, để này nó đỏ nó vô hàng. Oh my goodness. Tên móc hai cọng dây luôn à, đó, sao dậy nữa. Hai lưỡi luôn, man, lúc hai lưỡi sao chạy. Xin gà, anh xem đẹp quá. Xin xuống, che mặt quá, nó đẹp quá. If you like this video, make sure you share, like, and subscribe my channel, okay? Thank you very much. Oh, sorry. I got you in the picture. I didn't see that. You want to make sure that I cut that little bush? Cái đó mà đã không cắt được, yeah. Oh, where the hell is that? Guys, we are 80 miles in the Gulf of Mexico. So we have maybe another 10 miles we make to Cuba. Look at this guy. This guy, he's almost dead, but he's already eating more bait. My cooler. This is the grouper right here. And this is one. That's a grouper right there, see? There's a red snapper right behind it. Very, very big. So far you have seen a lot of action. It's not done yet. I will show you another cooler right behind me. This cooler is even more, and a lot of good fish. This one down here. Okay. Wow. Big one here. Okay. And you haven't seen that before. It's one of the biggest one I caught in a very long time. So far, maybe you get 2 pounds, 3 pounds, but this kind of fish, very rare. And the one on the bottom, you already know that one. It's the same as this one. Trong video này nhớ giúp chia sẻ video của mình với subscribe channel của mình, okay? This is David Lam. He has a YouTube channel also. Is that Florida Fishing Adventure? Yeah, still? Yes, still. Okay, Florida Fishing Adventure right here. Support him and support me. Thank you. Huh? Yep. Look at Jimmy, look like he caught something in the But anyway, if you see me, or probably if you see me post this video, then this means we are safe. And if you don't see this video, you probably know what happened. We have no problem. We always expect the best for last. Oh! More action! More action!
More action. There you go. Under the water. Đặt đây chưa? Chưa đâu không? Hết 50. Đừng có chơi, đừng có mua snapper man. We have enough snapper already. We threw some of them back. Hopefully this is big one. This is big one. Đây bạn. Các bạn nhớ subscribe cho mình nha. Give me a thumb up and a like button. Cho mình xin nút like nha, cảm ơn. Oh yeah. Cái này rồi chỗ nào đâu để. Đi câu này rất là mệt. Nhưng mà vui. Làm video này ra hy vọng là mọi người sẽ xem để ủng hộ mình nha. Ok. Dân nắng nè, thức sớm nè, về trễ nè, nhịn đói nè, tá lả chưa, về nhà phải xong đâu, về phải edit video lên nữa, mà edit coi xong ai coi chứ.